ta nghe thuộc hạ nói lại là ngươi muốn gặp và hiến kế giúp ta. Ta rất cảm kích. Lão Châu đừng khách khí, chuyện này có lợi cho cả đôi bên. Nhưng ta có một điều kiện. Cứ nói. Cho ta thấy mặt người của ta. Ta muốn biết sự an nguy của gã. Đưa hắn ra. Tiểu Đồng. Tiểu Đồng. Dừng lại. Công tử. Tiểu Đồng. Đưa đi. Đi. Đi nhanh. Công tử ơi. Công tử. Khi nào ta nhận được tin và tận mắt chứng kiến tên tiểu tử đó chết thì người của ngươi sẽ được thả về. Tiểu tử ngươi muốn giết có thù oán gì với ngươi? Thân thế ra sao? Tại sao nhất quyết phải giết chết hắn cho bằng được? Có phải ngươi cũng muốn biết ta là ai, đúng không? Ngươi đã đi quá xa rồi đó, nên nhớ, người của ngươi đang trong tay của ta, và ngươi phải làm theo những gì ta sai bảo. Bằng ngược lại, ngươi biết hậu quả rồi đó. Có phải hắn chính là Thái tử Dạ, con của bà Thứ Phi, và kẻ muốn giết hắn chết là một trong những người muốn tranh quyền đoạt gì? Theo ta được biết, hiện nay nhà vua đang lâm trọng bệnh, nên triều thần đang chọn người xứng đáng kế vị ngôi thiên tử. Người đã biết quá nhiều chuyện. Chính hắn đã nói cho ta về thân thế của hắn. Và hôm nay ta gặp ngươi, ta cũng chắc chắn rằng hắn nói không sai. Gói thuốc độc này xuất xứ từ nơi thâm cung. Ta nói có sai không? Thật ra ngươi muốn gì? Ta còn muốn biết thêm kẻ muốn hạ thủ Thái tử Giảng là ai, thân thế như thế nào trong cung. Ta chỉ sợ ngươi không toàn mạng để biết mà thôi. Giết hắn. Dạ. Trương công tử, chạy trước đi. Không được. Tao nói quỳnh chạy trước đi, để đó tao lo. Chạy đi. Không được. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.